quay hết cái đoạn đường. Đây khu nhà thờ Cái Bè, mấy sông Cái Bè. Dưới đây là cái đường xuống Xẻo Mây, còn đây là bến xe Bữa Xài. Xin chào mọi người, thì hôm nay mình đang ở dưới Cái Bè. Thì giờ mình sẽ quay một đường ngắn, đoạn đường ngắn từ chỗ gần chỗ nhà văn hóa đi ra ngoài cầu sắt Cái Bè. Giờ mình mời mọi người cùng xem nha. Đó. Đây là đoạn đường tắt. Chỗ trung tâm văn hóa gì đó, thấy có nhiều người đây. Giờ mình thấy dưới Cái Bè rất là phát triển không, mấy cái khu này giờ nhà cửa mọc lên rất là nhiều luôn, con đường thì càng ngày càng mở rộng đó. Đó, sắp tới nhà thi đấu văn hóa đa năng gì rồi. Đây hai bên con đường này rộng, xưa là mấy khu này không có phát triển mà sau này dưới Cái Bè càng ngày càng phát triển hơn. Đó, mình thấy không? Đây. Bên tay phải mình chỗ đó là Riverside, còn bên tay trái mình chỗ là nhà thi đấu đa năng huyện Cái Bè nữa. Đây. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2021 á. Đây trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh. Giờ khá là rộng thoáng ha. Đây mình sẽ quay dài dài hai bên đến tới chỗ cầu sắt nha mọi người. Đây một đoạn đường ngắn thôi, mình không có đi hết, mình không có quay hết cái đoạn đường. Quán xá rồi mọc mở cửa lại bán hết trơn, là chủ yếu là người ta bán mang về chứ. Tại lúc gài tình hình mùa dịch đó. Đây bây giờ mình đang tới chỗ cạnh công viên Cái Bè rồi nè. Bây giờ mình đi buổi trưa nên hơi là vắng ha. Rồi, bên xa bên đây là chỗ cầu sắt nè, hay còn gọi là cầu Cái Bè. Thì bà con ngày xưa mình gọi là cầu sắt á. Đó, mình đi buổi trưa. Thank you.
đây bữa nay mình đi xuống cái chỗ nhà thờ cái bè, giờ sáng mình quay vô đây cho mọi người xem chỗ nhà thờ cái bè luôn. Đây mấy cái chỗ đóng giữa trái cây đồ người ta cũng mở lại hết trơn. Cái bè, mấy sông cái bè. Dạ, xin chào cả nhà, thì giờ mình đang có mặt tại đứng cái chỗ địa điểm là công viên cái bè á. Thì giờ mình sẽ chạy vòng xung quanh vòng tròn cái công viên cho mọi người xem á. Lúc gài mới vừa hết giãn cách theo chỉ thị 15, 16 á, thì ở đây buổi trưa thì cũng tương đối là vắng, người ta chuẩn bị buôn bán lại nè. Các cái quán xá giờ nó cũng mở, chủ yếu là bán mang đi ha, hay là quán cà phê Thali nè, nay cũng chưa có mở bán lại ha. Ở công viên buổi trưa, giờ này mình đi buổi trưa, mình đi công chuyện với cái bè sẵn á. Mình quay sơ lượng vòng vòng cho mọi người xem. Đó. Ôi bên đây còn cái chốt nữa ha. Đó cũng còn cái chốt kìa. Có chỗ bán chè nữa. Đây sẽ đi xuống dưới đường với cái bè. Ôi, ôi, quay em à. Trời. Này. Qua mình sẽ chạy vòng dưới cái bè trái nha. Đó. Nay mình đi xe máy sẵn mình quay luôn. Mình xuống đây mình mua tí đồ. Đây bán giờ cũng đông quá ha. Đây nha. Đây. Đoạn đường này là ra cái cầu cái bè 2. Cầu cái bè 2 nè. Đây nhà cửa, nhà nó đóng cửa gạo hết trơn. Sẽ đi xuống dưới bến phà đó. Đây là bến phà dòng lên đây, đây đi.
chè bưởi thôi nữa nè. Đó. Dưới đây là cái đường xuống xẻo mây, còn đây là bến xe. Mình vòng vô cái đường hồi nãy mình về. Đó, gì bữa sai. Nãy mình ra chỗ cái đường chỗ nhà quan hóa, bây giờ mình sẽ vòng ngược về cái đường hướng đó.